Nguyên liệu thế nào? Về vật liệu chắc chắn chúng ta phải nhập thêm, cả hóa chất lẫn hàng thô. Em triển khai đi. Họ cho mình 2 tháng. Nói với tất cả người của mình luôn luôn sẵn sàng, nhớ chưa? Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ qua làm việc với Sơn ngay ạ. Em xin phép. Chào sếp. Dốc toàn lực vào việc đi. Đơn hàng kỳ này gấp đôi lần trước, lại thêm 3 tạ đá mà phải chuẩn bị xong trong 2 tháng. Công việc thì tôi lo liệu được. Tôi đang băn khoăn một điều. Tại sao chuyến hàng lần trước chúng ta lại sập cầu? Lần này chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nếu có động tĩnh gì, tôi sẽ cho người lập tức phong tỏa nơi sản xuất. Sao? Sếp cho bọn đàn em điều tra khách hàng đến đâu rồi? Chuyện của Sơn là cứ làm cho đúng tiến độ. Chuyện khác tôi sẽ lo. Cẩn thận vẫn hơn sếp ạ. Được rồi, tôi sẽ check lại. Lo mà tuyển người cho thật là tin cậy để đi Tây Nguyên. Dạ, mời hai sếp. Dạ. Sơn tin nó chứ? Nó theo tôi cũng lâu rồi. Nó là thằng trung thành. Tôi thấy nó cũng nhanh nhẹn. Hy vọng là dùng được. Nó biết việc, biết chuyện. Tôi cũng muốn mang nó theo. Việc kỳ này rất nhiều. Dọn dẹp, bảo trì nhà xưởng, máy móc. Đặc biệt là phải lo tuyển người cho tin cậy vào, rồi còn tìm nguồn hàng tốt hơn nữa. Chuyến đi kỳ này rất nguy hiểm. Ở đó lại rừng thiêng nước độc. Anh phải hết sức cẩn thận. Tí nữa em về nhé. Ok, tài. Trời, anh làm gì đấy? Để em làm cho. Anh làm được mà. Em mới đi chợ về đấy hả? Vâng. Đi em xem nào. Em thấy không? Đẹp trời chưa? Ơi. 2 ly này mà được à? Xài hết điều lệnh rồi. Rõ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm thưa đồng chí vợ. Em nghe đây anh. Ổn rồi anh ạ. Em bảo cô ấy vào viện nằm. Thế là xong. Lão Đức ấy ạ. Hồi tối Lão Đức cùng một đám người vào bệnh viện thăm Lam. Sao à? Ăn vào cột sóng bệnh viện à? Thôi rồi Lượm ơi. Chính là nó. Dạ. Có động thái ngay anh. Hồi tối Tay Tú đến quán karaoke của Sơn Bạch Tuộc, điều động thằng Sơn Bạch Tuộc đi miền Nam. Mà chắc chắn thằng Phong Béo sẽ tháp tùng. Mà tay Phong Béo này kết em Yến nhà mình đổ đĩa luôn. Có gì cứ phun ra hết. Dạ. Thao tác kia ấy ạ. Vâng. Em sẽ cho làm ngay ạ. Có gì mà chồng em vui thế? Kịch sắp đến lúc cao trào rồi. Em chỉ biết thế thôi nhá. Bây giờ anh cần em thực hiện một thao tác trên máy thằng Phong Béo. Thao tác gì ạ? Đây. Sẽ có cái đường link này. Anh sẽ gửi vào máy thằng Phong. Sau đó em chỉ click vào đó là được. Vẫn chưa hiểu. Thôi, biết nhiều làm gì cho chóng già. Cứ làm đúng như anh nói là xong nhiệm vụ. Mà em có tiếp cận được máy của thằng Sơn Bạch Tuộc không? Khó lắm. Thằng Sơn khó gần lắm. Vậy à? Không sao. Thôi cứ làm đúng như anh chỉ là được. Cho anh số điện thoại thằng Phong Béo. Vâng. Nhưng em vẫn chưa hiểu. Em có biết cây lốc là gì không? Thế cô nói cũng chẳng hiểu đâu. Cứ làm đúng như anh là được. Thưa chú, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mời chú vào ăn sáng ạ. Tôi không ăn sáng đâu. Chị đi làm việc của mình đi. Vâng ạ. Ôi dạ, em đây. Dạ. Vâng, mấy tháng này chẳng có động tĩnh gì cả. Dạ vâng. Cái vụ này sếp cho gói rồi. Hình như là chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát truy tố mấy thằng đã bắt được. Dạ vâng. Dạ. Vâng ạ. Vâng. Em hiểu rồi. Dạ. Đến giờ này thì không có bất thường gì ạ. Dạ vâng. Lão Hà chuẩn bị nghỉ hưu. Còn thằng Triều trinh sát vụ này thì đang đi ôn thi cao học dưới học viện ạ. Dạ. Vâng ạ. Dạ vâng. Có thể nói là đến giờ này thì không có biến động gì. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Chắc chắn ạ, không có gì bất thường đâu ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng, em hiểu rồi. Dạ. Chào các bạn. Dạ, chào sếp ạ. Dạ sếp ạ. Thế nào? Cái vụ 2.000 bánh đã làm xong chưa? Dạ, sếp bà vừa ký kết luận điều tra. Anh em đang chuyển qua trại Tống Đạt ạ. Thế truy tố mấy thằng? Có bản kết luận điều tra không? photo cho Tớ một bản. Dạ, cái này thì bên điều tra viên của em không quản lý đâu sếp. Thế à? Thế thằng nào thụ lý vụ này? Dạ, cái này thì phải hỏi anh Thành Toác thì mới biết rõ được sếp ạ. Ồ, thế trình chuyển về đội tổng hợp từ bao giờ đấy? Đâu, em vẫn đội tuyến. Này, thôi tí nữa photo cái bản kết luận điều tra cho Tớ một bản nhá. Vâng ạ. Vâng. Thôi, chào các bạn. Vâng. Dạ vâng, em chào sếp ạ. Chào sếp ạ. Này, không biết sếp Tuất hỏi cái này làm gì nhỉ? Ừ. Sao mày không chất vấn lãnh đạo là hỏi để làm gì? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Vào đi. Thủ trưởng ạ. Có gì đấy? Dạ. Thủ trưởng duyệt giúp em cái báo cáo siêu trà. Cứ để đó. Dạ. Này. Dạ. Cậu Tuất có ở phòng không? Bảo lên gặp tôi. Sếp vừa ở bên đội tổng hợp xin cái kết luận điều tra. Tầm này chắc là đang sang đội tố tụng rồi ạ. Ủa? Xin kết luận điều tra vụ gì? Vụ 2000 bánh ấy ạ. Có nói xin để làm gì không? Em cũng không thấy nói gì ạ. Vụ này ai thụ lý nhỉ? Thành Toác bên đội tố tụng ấy ạ. Được rồi, kêu cậu ta lên gặp tôi. Dạ. Thế có gọi anh Tuất lên đây không ạ? Thôi khỏi, kêu Thành lên được rồi. Dạ, dạ. Vào đi. Em chào thủ trưởng. Ừ. Thủ trưởng cho gọi em ạ. Ừ. Này, đã tống đạt kết luận vụ 2000 bánh xong chưa? Dạ, báo cáo thủ trưởng, em cũng đang chuẩn bị vào trại đấy ạ. Lưu ý, kết luận điều tra là bí mật, không được tự tiện cung cấp cho bất cứ ai, không có trách nhiệm, nói chưa? Ủa, sao vậy? Cung cấp cho báo chí rồi à? Dạ, không ạ. Thế thì đưa cho ai? Dạ, vừa rồi anh Tuất có qua phòng, bảo em photo cho anh một bản. Có nói để làm gì không? Dạ, thấy anh nói là để anh tham khảo ạ. Tham khảo à? Thôi được rồi, nhớ là từ nay về sau có ai hỏi và xin tài liệu về vụ đó, phải được sự đồng ý của tôi trước đã mới được cung cấp, rõ chưa? Rõ. Đi làm đi. Dạ, em chào thủ trưởng. Yên, chiều hai đứa mình đi ăn lẩu nghe. Yên, chiều hai đứa mình đi bơi nha. Yên. Tôi chết rồi. Cái gì? Điện thoại hết tiền. Trời. Vẫn chưa kịp nạp anh ạ. Điện thoại hết tiền mà không làm gì chết dữ vậy? Mà điện cho ai? Em định gọi điện cho bà chị anh ạ. Trời ơi, lấy thầu bàn gì điện. Tao bè tê thì lấy thầu anh nè. Còn 600-700 ngàn điện hết không đi. Anh tốt bụng thế, cho em xin một cuộc nhá. 10 cuộc cũng được. Từ từ nói chuyện đừng gấp. Không tìm thấy cái danh bạ nhỉ? Mà em tìm số ai? Em định gọi ship. Hôm qua xem trên mạng thấy cái váy đẹp rẻ phết anh ạ. Trời trời, hàng trên mạng là em coi chừng đó nghe. Nó lừa gạt không đó, hàng trôi nổi không đó. Sao anh kinh nghiệm thế? Chắc là mua trên mạng nhiều rồi chứ gì. Trời ơi, anh mua tan nát trên mạng hết rồi. Hàng nó là không có gõ nguồn gốc đâu. Trời ơi, là trời nó lừa gạt không đó. Như nào nhỉ? Lừa gạt á? Đây nè, anh nói cho em nghe. Nó bia đó là nó bia rất đẹp. Nó làm là ánh sáng hay là màu mè rất là long lanh lóng lánh mà mua về xài không có được. Nghe anh nói thế cũng kinh nhỉ. Thế thì thôi, mình đi ra shop mua cho lành anh ạ. Chiều tan ca hai đứa mình đi shopping. Cảm ơn anh. Thao tác xong rồi anh nhé. Anh test lại thử xem đã thông chưa ạ. Dạ. Anh nói sao ạ? Vậy thì chắc chắn là nó nhiều người kiểm tra rồi. Như thế hóa ra lại hay. Thằng Triều cũng nhận định giống tôi. Nó bảo sao? Nó nói bọn kia đang nhờ thằng Tuất kiểm tra xem đồng tính của mình như thế nào. Đúng là nuôi ong tay áo. Không tống cổ thằng này đi ấy, là hỏng việc có ngày. Anh bớt giận. Lúc này mà điều chuyển nó đi đơn vị khác thì mới là hỏng chuyện. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta vẫn nhẹ bước trên phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng câm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai ta cố nhẹ tay tìm mình trong cơn mơ đau, một nước mắt cùng đầu xuống dòng đời cuộn trong phong lòng ta rực lửa khát khao, tìm mình trong băng giá bao cơn bão, từ trong công nín bao cồn cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề mình ta soi bóng trên lối về, độc hành trong những bước chân cỏ dại, đời ta như bóng đêm miệt mài, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến với nụ cười. Đừng có cậy thần, thần cậy cây lá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.